năm 2014 đánh dấu khá nhiều sự kiện công nghệ thông tin, viễn thông của Việt Nam. Chúng ta hãy cùng nhìn lại một số nét chấm phá về bức tranh ICT của Việt Nam trong năm qua. Thoại, SMS giảm và thuê bao di động mới bắt đầu chứng lại và chuyển sang bão hòa. Thế nhưng thuê bao 3G tăng mạnh trong năm 2014. Một xu hướng đang diễn ra mạnh mẽ là đưa dịch vụ viễn thông kết hợp với công nghệ thông tin để cung cấp các gói dịch vụ cho khách hàng. Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, hiện Việt Nam có khoảng 138 triệu thuê bao điện thoại, trong đó di động là 131,6 triệu thuê bao, chiếm đến 95% tổng số thuê bao điện thoại. Hiện tại tổng số thuê bao di động đang phát sinh lưu lượng 3G là gần 27,5 triệu thuê bao. Các mạng di động khẳng định, năm 2014 cũng là năm đánh dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ của thuê bao 3G, nhưng cũng đồng thời có sự sụt giảm thoại và SMS. Ông Nguyễn Đăng Nguyên, Phó Tổng Giám đốc Mobifone cho biết, từ đầu năm đến tháng 9 năm 2014, lưu lượng 3G của Mobifone đã tăng khoảng 50% so với cuối năm 2013. Bên cạnh đó, thuê bao 3G của Mobifone cũng tăng trưởng tốt. Trong khi đó, ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom thông tin, chỉ trong 7 tháng đầu năm nay, số thuê bao sử dụng data trên toàn mạng đã tăng gần 9 triệu. Điều này cho thấy, data, đặc biệt là 3G, ngày càng trở thành dịch vụ không thể thiếu trong đời sống hiện đại. Cùng với Viettel và Mobifone, phía Vinaphone cũng cho hay, từ đầu năm đến nay, số lượng thuê bao và lưu lượng 3G tăng rất mạnh. Trong khi đó, dịch vụ 2G như thoại và SMS bắt đầu chững lại, thậm chí có xu hướng giảm. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho biết, Việt Nam mới cung cấp dịch vụ 3G từ năm 2009 đến nay và nhu cầu chuyển từ thoại sang dữ liệu đang tăng mạnh, tạo nhiều tiện ích cho người sử dụng. Tuy dịch vụ 3G đang phát triển bùng nổ tại Việt Nam, nhưng ông Thiều Phương Nam, Tổng Giám đốc khu vực Việt Nam, Lào và Campuchia của Qualcomm cho rằng 3G ở Việt Nam vẫn còn đất phát triển vì số lượng người dùng 3G chưa nhiều. Tại những quốc gia phát triển thì mật độ người dùng 3G lên tới 70-80%. Như vậy 3G ở Việt Nam vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Việt Nam đang là quốc gia có giá dịch vụ 3G thấp nhất trên thế giới và chất lượng thì liên tục được cải thiện. Cho đến thời điểm này, tất cả các doanh nghiệp viễn thông đã mở dịch vụ data mặc định cho các khách hàng bắt đầu sử dụng dịch vụ di động. Đại diện Vinaphone và Mobifone cho biết, rất nhiều khách hàng đang sử dụng smartphone nên các nhà mạng này đã mở mặc định dịch vụ 3G cho tất cả các SIM bán ra trên thị trường. Trong năm 2014, phát triển Internet cáp quang được xem là điểm nhấn chủ đạo của bức tranh Internet Việt Nam. Hiện Việt Nam đang có khoảng 5,8 triệu thuê bao Internet băng rộng. VNPT vẫn là doanh nghiệp có thị phần lớn nhất trong dịch vụ này. Các chuyên gia cho rằng, với tốc độ tăng trưởng về di động và điện thoại thông minh ở mức cao trên thế giới, số lượng người dùng smartphone tăng nhanh trên 40% một năm, số lượng thuê bao di động đạt khoảng 131 triệu thuê bao, đã khiến Việt Nam trở thành một thị trường tiềm năng trong việc dịch chuyển cung cấp ứng dụng trên di động. Xu thế mọi người bắt đầu rời bỏ PC, đưa ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng di động, smartphone hay tablet đã trở nên phổ biến. Rất nhiều doanh nhân bắt đầu điều hành chủ yếu bằng văn phòng di động trên smartphone hay tablet. Công nghệ thông tin tại Việt Nam hiện nay phát triển còn chậm. Muốn đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong chính phủ, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp phải có đột phá để ứng dụng công nghệ thông tin thúc đẩy các ngành phát triển. Trong mảng công nghệ thông tin, sau khi Thủ tướng phê duyệt chủ trương cho cơ quan nhà nước thuê dịch vụ công nghệ thông tin thì vấn đề này đã phát triển mạnh. Việc cơ quan nhà nước thuê dịch vụ công nghệ thông tin có nhiều ưu điểm như cơ quan nhà nước không phải đầu tư kinh phí xây dựng hạ tầng, không phải tăng biên chế mà vẫn có được dịch vụ chuyên nghiệp và công nghệ luôn được cập nhật. Doanh nghiệp sẽ bỏ vốn đầu tư, còn cơ quan nhà nước sử dụng theo hình thức thuê lại và trả phí dần theo từng năm, sẽ giải được bài toán thiếu kinh phí đầu tư cho các dự án chi từ ngân sách trong bối cảnh kinh tế khó khăn, giảm tình trạng nhiều cơ quan nhà nước cùng xin vốn ngân sách để đầu tư xây dựng những hệ thống tương tự nhau gây lãng phí đầu tư. Mặt khác, tiến độ triển khai các dự án công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước sẽ được đẩy nhanh hơn vì không phải mất quá nhiều thời gian vào việc lập kế hoạch xây dựng dự án đầu tư. Hai doanh nghiệp tiến công mạnh mẽ vào lĩnh vực này là FPT và Viettel. FPT đã xây dựng và vận hành hệ thống bán vé tàu tự động cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và chỉ thu phí trên tỷ lệ phần trăm giá vé bán ra. Tương tự như vậy, Viettel đã cho các doanh nghiệp thuê giải pháp công nghệ thông tin của mình thay vì các doanh nghiệp này phải đầu tư hệ thống.